Anh nghĩ xe này chạy tốn xăng không? Không. Đủ mà, tay lái hơi cứng. Cứng, cứng là good. Lỏng hơn mới good thôi. Có cái... Đây ra luôn không? Đang ngồi phim không? Yep. We are test drive for Audi. Test drive Audi A3 huh? Chạy ra ngoài. Ở đây nó phải nén xuống. I think so. Quay vòng vòng xe. Cái giờ tao mở cái convertible rồi nha. Đâu? Ủa sao mày lột khí này nó mở sao? Đéo biết mở nào. Đâu quá, mua xe không biết mở cái vô đâu á. Mình thường thường đâu trên này. Đâu, nãy nó nút ở đây nè. Bỏ tay coi. Nút gì đó. Đó, đúng rồi. Nút vô đó. No, hình như lúc chạy không được mở. Không mở được. Ừ, phải stop lại. Bỏ để in park ha. I think so. Park nó đi, muốn ấy park nó đi. Mở ra. Xe nó kêu sao mày ơi. Dạ, cái engine hơi lục Rột quá. Bởi vậy nó mới bán rẻ. Xe nó là sao? Quay lên chừng đang mở cái vừa. Nó đang work. Chờ nó. Trời. Phải nó phải keep nó press như nào. No. Phải xuống kiến trước rồi phải. Xuống kiến hết được. Đúng rồi, mày phải xuống kiến làm sao. À. Rồi đó, nãy cốc tao thấy làm này được vô. Đó, that's it. Let's go baby. Cái này thì thấy nó sáng á. Rồi, ủa nó đéo mọi đóng luôn à. Câu lần đầu tiên ở trong đời chạy convertible là ủ chi kêu tiếng gì vậy? Sao ủa phiêu gần hết rồi kìa con chạy ngồi nó secure cái gì top not secure hả? Uh-huh. It is secure. Nó nói sập hiu. Đó. Giờ mới sập hiu nè. Rồi chạy thế coi. Đó, giờ mới sập hiu. Press to happen. À, chạy con turbo nó chạy dữ không? Nó giọt êm á. Em có turbo không? Chiếc này rồi tao nghĩ chạy càng nhanh càng êm á. Đường này ra ngoài freeway đâu. Đúng rồi, chiếc này chạy càng nhanh nó càng êm mà. Rồi, tay lái nghỉ chút xíu. Mà tao thấy con sao hơi bị nhỏ mà. Đi đi, chú đo là nhỏ. Chú đo là thế nào ấy, sao cũng vậy. À, first time nữa, hãy in the convertible. What you think, man? Yeah, it's cool, man. Cool in the wind. Muốn đậu đâu, quay cái xe vòng vòng á. Đậu vô vô ngó. Tái này. Muốn đậu đó hay đậu đây? I don't care. I'm just a passenger. Yeah. Xong giờ mày stop đi.